vị đã làm nên lịch sử cho thành phố Westminster. Chính quý vị cách đây 4 năm đã bầu cho thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và 4 năm sau, cũng chính quý vị đã giữ lại chiếc ghế thị trưởng của thành phố Westminster. Chúng tôi vô cùng cảm động trước sự ủng hộ của quý vị. Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, thành phố Westminster lại hãnh diện có thêm một vài sự kiện lịch sử. Thành phố Westminster hãnh diện và vinh dự đón nhận tiến sĩ Kimberly Hall là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên thắng cử vào hội đồng thành phố. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Kimberly Hall. Tiến sĩ Kimberly Hall đã có cơ sở thương mại trong thành phố Westminster hơn 25 năm. Bà cũng là người từng sinh hoạt và bảo trợ cho các sinh hoạt lớn nhỏ trong cộng đồng. Chúng tôi vô cùng hãnh diện được làm việc với bà và toàn thể đồng viên trong hội đồng thành phố. Thành phố Westminster sẽ tiếp tục phát triển và giữ vững lập trường không chấp nhận sự độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là lập trường xác quyết của thành phố Westminster. Và trong cuộc bầu cử năm nay, học khu Westminster lại làm nên lịch sử, lại đón nhận thêm một phụ nữ gốc Việt đầu tiên, đó là chị Francis Thế Thùy Nguyễn. Chúng tôi xin mời chị Francis Thế Thùy Nguyễn lên sân khấu. Chị Francis Thế Thùy Nguyễn vào những năm 80 đã từng giữ chức vụ chủ tịch của Tổng hội Sinh viên miền Nam California. Chị vẫn tiếp tục ủng hộ các sinh hoạt của các anh em sinh viên trong Tổng hội Sinh viên miền Nam California. Chúng tôi hãnh diện đây là người dân cử gốc Việt thứ hai bắt nguồn từ Tổng hội Sinh viên. Và cái người tân dân cử thứ tư cũng đã làm nên lịch sử cho Sở Vệ sinh Midway City, phục vụ cho cư dân Westminster cũng như là khu vực Midway City. Đó là kỹ sư Charlie Chí Nguyễn, mà chúng ta hay gọi là Nguyễn Mạnh Chí. Xin mời anh. Trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, anh Charlie Chí Nguyễn đã đánh bại một dân cử đương nhiệm tại khu vực Midway City, Sở Vệ sinh. Và cái người dân cử đương nhiệm này đã từng giữ chức vụ là thị trưởng thành phố Westminster, là nghị viên Westminster và đã làm dân cử trong Sở Vệ sinh rất là nhiều năm. Cuối cùng, kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí cũng đã giành được cái chiếc ghế này để đại diện nguyện vọng của tập thể của chúng ta. Sự thắng cử của bốn anh chị em chúng tôi là do sự đi bầu thật là đông của tất cả quý vị. Chúng tôi tin tưởng rằng cử tri của thành phố Westminster trong cuộc bầu cử vừa qua sẽ bỏ phiếu rất là đông và chắc chắn rằng sẽ vượt qua con số 10.000 cử tri gốc Việt tham gia đi bầu tại thành phố. Tỷ lệ của cử tri tham gia đi bầu trong thành phố Westminster tính tới nay có khả năng là vượt qua 80%. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trong lịch sử của thành phố. Với sự khuyến khích, sự thương yêu của quý đồng hương, sự tham gia đi bầu của cử tri gốc Việt đã tạo ra tiếng nói
của tập thể người Việt trong các cơ quan chính quyền địa phương. Chúng tôi vô cùng hãnh diện và chúc mừng ba tân dân cử trong khu vực Westminster. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời cho tiến sĩ Kimberly Hall, tân nghị viên của Hội đồng thành phố Westminster. Nghe tân nghị viên nghe lạ quá. Dạ, rất cảm động, cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí. Và cảm ơn tất cả quý đồng hương. Ngày hôm nay là ngày tri ân và vinh danh cộng đồng. Tiếng Việt của Kimberly thì không có giỏi lắm, nhưng mà biết nói tri ân và vinh danh, đúng không? Tại vì thật sự là tri ân và vinh danh. Tại vì Kimberly có nói là Kimberly có nói với thị trưởng, thị trưởng ơi, nếu trường hợp mà chúng ta đắc cử thì nhớ để chúng ta phải vinh danh cộng đồng. Cuộc tranh cử vừa qua, vì đây là cũng là lần đầu tiên Kimberly ra tranh cử, đã leo lên lưng cọp rồi. Nhiều quý vị mới nói, trời ơi, tại sao làm như vậy, tại sao ra Kimberly rồi, bây giờ làm sao, có xuống được không? Lỡ leo lên lưng cọp rồi leo luôn. Thành ra bây giờ quý vị á, Kimberly á, đã kêu gọi và đã từng người một đến bắt tay, gõ cửa, đến đi đến một vòng rưỡi. Đến nỗi mà chú Mai Hùng ở bên Tampa, Florida phải gửi cho Kimberly một đôi giày mới, một đôi Reebok rất là dễ thương. Cảm ơn cô chú Hùng Mai. Và Kimberly nói là đến cửa của các anh chị em, các cô chú, cộng đồng Việt Nam cũng như cử tri người Mỹ. Thì Kimberly được cơ hội để nói chuyện từng người một. Và nhiều người có nói rằng chúng tôi sẽ đi bầu và kêu gọi cả gia đình. Và cũng có nhiều người Kimberly được cơ hội tiếp xúc và nói chuyện trên phone, thì quý vị nói là tôi không ở đây nhưng mà tôi có kêu gọi gia đình tôi ở thành phố Westminster đi bầu. Nhờ vậy mà Kimberly mới được thắng một tô phở từ thị trưởng Tạ Đức Trí. Thị trưởng nói là không biết Kimberly có thắng nổi không nha, nói thôi chết rồi. Vậy thì sao? Kimberly thì giỏi lắm, mà bây giờ giỏi cái gì, chạy thật là nhanh, nhất là hai đôi Reebok. Cô chú Hùng Mai gửi qua một đôi để thay thế cái đôi cũ. Thì phải nói là tại vì mình không biết, người ta nói là giờ tại sao ra rồi, tại sao mà mình làm sao mà mình có thể thắng nổi. Thì thật sự nói thiệt á, sau cái cuộc chạy đua này á, Kimberly phải nói rằng, nói thì hơi rườm rà thôi quý vị, nhưng mà phải nói là không thể nào thắng nổi nếu không có cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Nãy nói thì cười, bây giờ thì khóc. Thưa quý vị, đúng vậy. Thế nên Kimberly nói là nếu mà mình không làm cái buổi vinh danh tri ân thì Kimberly không cảm thấy là đúng. Mình làm để mình được cơ hội mặt đối mặt gặp gỡ tất cả những quý vị nào đã ra bầu cho bốn anh chị em của chúng tôi ở trên sân khấu này, mà chẳng những cho bốn chị em, anh chị em, mà còn cho tất cả các dân cử đã đắc cử ở các thành phố khác. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ. Và không, Kimberly cũng biết rằng ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà Kimberly tổ chức lớn như thế này, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có gì sơ sót xin quý vị tha thứ cho. Nhưng mà Kimberly có biết một điều mà quý vị rất thích, đó là quý vị thích xổ số. Ngày hôm nay chúng ta có xổ số kiến thiết, thưa quý vị. Là cái phần mà
để vinh danh quý vị, chúng ta sẽ có những cái vui như vậy. Quý vị ghế bàn mà ở bên tay trái này, cái chỗ mà có anh Tyler Diệp, quý vị lấy một cái raffle hoàn toàn miễn phí để Kimberly có thể raffle cho 8 món quà và cái lô độc đắc là cái TV 40 inch. Một lần nữa, chúng tôi sẽ có thức ăn, dĩ nhiên là thức ăn nhẹ, và cảm ơn các cô, anh chị em ca sĩ ngày hôm nay, mục sư và chị Quỳnh Hoa, nhóm Quỳnh Hoa đã tham gia văn nghệ ngày hôm nay, câu lạc bộ tình nghệ sĩ Tuần Ca Xuân Điềm trong suốt bao nhiêu năm qua, tháng qua đã giúp Kimberly trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kimberly đã take up rất là nhiều giờ của chị Thanh Thế Thủy rồi, bây giờ sorry nha. Bây giờ thôi không sao đâu, mọi người cũng ok mà phải không? Dạ, cảm ơn Kimberly. Muốn đi Kimberly thì có quà, và muốn đi với Thế Thủy thì có phần thưởng. Kính thưa quý vị, năm 1985 khi Thế Thủy còn là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California, thì một trong những điều tiên quyết của Tổng hội Sinh viên là không chấp nhận cộng sản bất cứ hình thức nào, và bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Thì hai cái mục tiêu đó rất là lớn, mà trong thời gian đó mình sợ ở cái tuổi 20 mình làm không nổi. Nhưng mà nhìn lại gần 35 năm trôi qua thì Tổng hội Sinh viên đã làm được những cái gì? Tổng hội Sinh viên đã đào tạo được những thế hệ kế tiếp. Và đó là những điều mà trong mấy mươi năm qua Francis Nguyễn Thế Thủy đã quyết tâm đeo đuổi ở một cái mục vụ của mình, là phục vụ cho giới trẻ và hướng dẫn giới trẻ để hãnh diện là mình là người Việt Nam. Nên trong vấn đề mà ra ứng cử chỉ là vấn đề không phải là tối quan trọng ở cái thời điểm đó. Cái tối quan trọng của chúng ta, mình phải hãnh diện là người Việt Nam trước thì mình mới làm được những cái điều tốt cho cộng đồng mình, cho đất nước mình. Và mình không làm được điều đó để hướng dẫn giới trẻ ý thức như thế thì những công việc của chúng ta, những cái chức vụ, những cái chỗ đứng chỉ là hư vô mà thôi. Đó, đối với Thế Thủy là như thế. Nhưng mà trên con đường đi sinh hoạt, con đường Việt Nam của chúng ta có những cái khúc quanh. Năm ngoái khi học khu thực hiện một cuốn sách giáo khoa có những từ ngữ cộng sản rất là nhiều, thì những người phụ huynh của chúng ta không biết, những người sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta không biết nhiều. Nên vì vậy, chúng ta là người đi trước, không ngăn chặn những cái sách giáo khoa đó, không đem lại những cái từ ngữ tốt, những cái từ ngữ trước năm 1975, những cái từ ngữ truyền thống cho con em chúng ta, thì chúng ta chưa làm được việc. Nên vì thế, Francis Nguyễn Thế Thủy với những người anh em đi sinh hoạt đã khuyến khích và đã trải qua những năm tháng không đi bộ nhiều bằng Kimberly, tại vì không có người cho đôi giày, với lại cũng không có thời giờ. Nhưng trời thương, nhưng cộng đồng thương, và tất cả mọi người đã từng đi sinh hoạt với Francis Nguyễn Thế Thủy hơn 30 mấy năm qua đều hiểu rằng đây là một công việc cho tương lai của giới trẻ, chứ không phải cho Francis Nguyễn Thế Thủy. Vì 10 năm nữa các em đó, 20 năm nữa các em đó cũng phải đứng y chang như thế này và làm tiếp tục những công việc của Francis Nguyễn Thế Thủy đang làm. Đó là điều tiên quyết của một người dân cử. Và để Francis Thế Thủy nói thêm một điều nữa cho những người bạn mình đã từng sinh hoạt và cho những người bạn đã chưa bao giờ đi sinh hoạt: không có gì bằng tình thương của người cộng đồng Việt Nam. Nếu không có cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì không có sự hợp nhất. Không có sự hợp nhất thì không có sự đoàn kết. Và không có sự đoàn kết thì không còn là người Việt Nam nữa. Thì kính thưa quý vị, nếu quý vị gặp những người trẻ nào không nói tiếng Việt được, không hiểu về văn hóa Việt Nam, không biết gì về chiến tranh Việt Nam, thì bổn phận của quý vị là phải hướng dẫn những người trẻ đó. Và chính ngay trong gia đình của quý vị
Điều đó là điều tiên quyết chúng ta cần phải làm. Thì hôm nay Thế Thủy rất cảm ơn chị Kimberly, anh Tạ Đức Chí đã bỏ rất nhiều thời giờ cho cái buổi tiệc ngày hôm nay, vì Francis Thế Thủy, Thế Thủy mới từ San Francisco về để đi thực tập, để trở thành một người ủy viên giáo dục. Và tám tay đây, quý vị đồng hương nếu có rảnh đến xem và coi Francis Nguyễn Thế Thủy nhậm chức để chứng minh cho người dòng chính thấy là người Việt Nam chúng ta rất quan tâm về vấn đề giáo dục, rất quan tâm về người giới trẻ và rất quan tâm về sự hãnh diện của người Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi biết được là theo như lời của bác sĩ Kimberly Hồ nói là ngày hôm nay là ngày cảm tạ và vinh danh cộng đồng. Thì lời đầu của chúng tôi xin được tất cả quý vị hãy cùng chúng ta hãy trao cho nhau một tràng pháo tay thật lớn, thật to, thật kêu và thật dài. Đó là những lời cảm tạ của chúng tôi trước hết đến với quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng tôi rất xúc động cùng với lại Thị trưởng Tạ Đức Chí, tân nghị viên bác sĩ Kimberly Hồ và tân ủy viên giáo dục là Francis Thế Thủy. Chúng tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi rất cảm động đứng trước sự hiện diện đông đảo của quý vị ở đây, nhất là quý vị dân cử, quý vị đại diện cho cộng đồng, các cộng đồng, quý vị đại diện cho các tổ chức đoàn thể, và đặc biệt chúng tôi nhìn thấy rất đông là các cơ quan truyền thông cũng có mặt ở đây. Và bên cạnh đó, quý đồng hương không quản thời gian và đến đây trong cái buổi ngày hôm nay để chúng tôi có dịp nói lên lời cảm tạ từ trong đáy lòng của chúng tôi đến tất cả quý vị. Quý vị đã tin tưởng chúng tôi và đặt niềm tin và tín nhiệm chúng tôi trong cái lá phiếu đó, thì chúng tôi phải có trách nhiệm làm sao chu toàn được trách nhiệm và không làm phiền lòng, buồn lòng các vị. Đó là điều cam kết của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được ngắn gọn, bởi vì chúng tôi cũng xin lỗi quý vị và chúng tôi cũng không có mặt ở đây được lâu vì có chuyện bất chợt trong gia đình. Cho nên chúng tôi muốn mượn nơi này để thật sự nói lên lời cảm ơn với tất cả mọi người, nhất là cử tri của thành phố Westminster và cử tri của thành phố Midway City. Bên cạnh đó, chúng tôi biết rằng các cơ quan truyền thông cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Quý vị không ở trong thành phố, hai thành phố nêu trên, quý vị cũng đã gọi điện thoại liên lạc với những người thân, người quen của chúng mình ở tại hai thành phố đó bỏ phiếu cho chúng tôi. Và qua cái sự thắng cử một cách gay gắt như vậy, chúng tôi nhờ vào những cái sự vận động của quý vị, cho dù quý vị không ở trong hai thành phố đó, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và lời cuối, xin quý vị cũng cho phép chúng tôi được mượn nơi này để cảm ơn đến người vợ của chúng tôi, đó là Mai Hiên, cũng đang đứng ở dưới kia, đã cố gắng với chúng tôi rất nhiều trong những lần tranh cử vừa qua, và đặc biệt trong lần này cũng hỗ trợ cho chúng tôi từng bước chúng tôi đi. Và như vậy, chúng tôi cảm ơn đến gia đình và cảm ơn đến cộng đồng, cảm ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ cho chúng tôi. Chúng tôi có cơ hội, quý vị đã bỏ phiếu cho chúng tôi sẽ có cơ hội để phục vụ không chỉ là cư dân của thành phố Westminster, cư dân của thành phố Midway City, nhưng chúng tôi sẽ có cơ hội nhiều hơn nữa để phục vụ cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Orange County và khắp nơi. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Thưa cho Kimberly, xin mời cô May à. Cô May, mời cô lên sân khấu. Kimberly muốn biết là bó hoa này là từ đâu? Kimberly xin mời cô lên để nói vài lời ạ. Vâng, thưa quý vị, trong khi chờ đợi, chúng tôi một lần nữa xin nhắc nhở quý vị, những công dân Hoa Kỳ nào chưa ghi danh bầu cử, ở bàn bên tay trái của chúng tôi có bàn ghi danh bầu cử. Bởi vì quý vị biết có những cái cuộc bầu cử bây giờ người ta phải quản tù tì để coi người nào thắng, người nào thua, bởi vì cái số phiếu nó vừa bằng nhau. Và có những cái cuộc bầu cử đã thắng một phiếu, hai phiếu, cho nên quý vị, từng lá phiếu của quý vị đều là quý cả. Xin quý vị nhớ, bất cứ quý vị cư ngụ ở thành phố nào, đặc biệt là California, chúng tôi cũng có thể ghi danh cho quý vị được.
là Hội Cao Niên Nam Mỹ, những người già đã cố gắng đưa, không làm gì được, đưa quý vị trẻ lên để phục vụ cộng đồng. Và Hội Cao Niên có những cái bó hoa để tặng và vinh danh hai vị. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị có recruit cho này vô Hội Cao Niên không vậy? Chưa tới nha. Chưa, ok. À, vâng, kính thưa quý vị. Rồi, xin cảm ơn tất cả những quý vị tân đắc cử. Xin mời quý vị trở về vị trí. À, kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu một vài quan khách rất là quan trọng.